Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2023 mình làm video này. Còn đối với những anh em nào mới nhập ngũ năm 2023 thì các bạn đã nhập ngũ vào ngày 8 tháng 2 năm 2023. Và cái ngày mà các bạn huấn luyện bắt đầu huấn luyện 3 tháng tân binh chính thức á vào ngày 1 tháng 3 thì 3 tháng tân binh của chúng ta sẽ kết thúc rơi vào khoảng cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 là chúng ta kết thúc 3 tháng tân binh. Thì trong quá trình 3 tháng tân binh đó thì khi nào mà gần hết 3 tháng tân binh á, tầm chưa hết 3 tháng tân binh thì đơn vị sẽ tổ chức cho chúng ta đăng ký những suất học tiểu đội trưởng hoặc những suất học nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Anh em nào có nguyện vọng thì cứ đăng ký học. Có đăng ký học, người ta sẽ xét theo trình độ từ cao đến thấp, khi nào hết chỉ tiêu thì thôi. Còn anh em nào mà trình độ hơi thấp một xíu á, mà không đạt được những cái chỉ tiêu đó và không có tham gia học được á, thì anh em sẽ tiến hành ở lại đơn vị và sẽ trở thành một người lính già nha. Lính già có nghĩa là những bạn nào học tiểu đội trưởng á, thì các bạn sẽ bước lên xe và đi sang cái trường quân sự á, các bạn học 6 tháng thì sau khi các bạn học xong thì các bạn về các bạn có thể là nắm tân binh hoặc các bạn có thể nắm lính già. Còn những cái bạn nào mà trình độ thấp không đủ tiêu chuẩn để học tiểu đội trưởng hoặc là nhân viên chuyên môn kỹ thuật gì đó thì các bạn sẽ ở lại làm lính già, người ta gọi là lính trơn á. Nếu mà học tiểu đội trưởng thì người ta gọi là tiểu đội trưởng. Còn những bạn nào không được học tiểu đội trưởng và nhân viên chuyên môn kỹ thuật gì đó thì các bạn sẽ được gọi là lính trơn và các bạn sẽ ở lại đơn vị cũ. Còn bạn nào học tiểu đội trưởng thì các bạn sẽ lên xe và lên đường sang trường quân sự để các bạn học 6 tháng về nghiệp vụ kiểu như là học tiểu đội trưởng mà về quản lý lính á, về quản lý lính. Năm sau thì các bạn có thể là quản lý tân binh hoặc là các bạn có thể là quản lý lính già. Quản lý lính già có nghĩa là bạn có thể gặp lại những người đồng chí đồng đội cũ của các bạn trong 3 tháng tân binh đó, mà do người ta không đăng ký học tiểu đội trưởng về thì các bạn sẽ nắm những cái anh em đó nha, chứ không phải là các bạn học tiểu đội trưởng về là các bạn nắm tân binh không đâu. Học tiểu đội trưởng về thì khả năng nắm tân binh cũng có mà khả năng nắm lính già cũng có nha nha các bạn, chứ không phải là mà học tiểu đội trưởng về là mặc định là nắm tân binh và huấn luyện tân binh đâu nha. Một số anh em cũng thắc mắc sau 3 tháng tân binh thì có được về phép hay không, thì nhiều anh em trong 3 tháng tân binh cũng rất là mong chờ đến từng ngày để hết 3 tháng tân binh và sau 3 tháng tân binh đó để anh em được về phép thì anh em đã sai nha. Sau 3 tháng tân binh thì anh em sẽ tiếp tục học những cái nội dung mới. Ai mà không đăng ký học tiểu đội trưởng thì ở lại là đến già, còn ai đăng ký học tiểu đội trưởng thì bước chân lên xe lên đường đi học. Còn cái việc mà được về phép sau 3 tháng tân binh là không có nha anh em. Một số bạn cũng rất là thắc mắc là sau 3 tháng tân binh thì chế độ giờ giấc nó như thế nào, có giống như thời gian trước hay không. Thì xin trả lời các bạn là như này. Sau 3 tháng tân binh các bạn sẽ đỡ vất vả hơn vì trong 3 tháng tân binh chúng ta phải học những cái nội dung mới và học rất là nhiều nội dung khác nhau. Còn sau 3 tháng tân binh thì cái giờ giấc nó sẽ thoải mái hơn. Các bạn vẫn thực hiện chế độ như vậy nhưng mà công tác hay học tập thì nó sẽ giãn ra hơn rất nhiều, nội dung nó cũng ít đi hơn rất nhiều nha các bạn. Thì sau 3 tháng tân binh thì các bạn sẽ đỡ hơn một phần nào đó thôi, chứ không phải là hoàn toàn là sau 3 tháng tân binh là các bạn sẽ sướng đâu nha. Đã là một người lính khi tham gia nghĩa vụ quân sự rồi thì chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ cuốc đất, trồng cỏ hay là hành quân các kiểu thì các bạn vẫn phải thực hiện nha. Nhưng mà sau 3 tháng binh thì nội dung học của chúng ta nó không còn dày đặc như cái thời mà chúng ta mới vào nữa. Và chúng ta cảm nhận thời gian sau nó sẽ dễ thở hơn vì chúng ta bắt nhịp được với môi trường quân đội rồi và chúng ta làm quen với nề nếp và cách sống sinh hoạt. Và ví dụ như gấp xếp nội vụ thì chúng ta cũng đã thực hiện suôn sẻ rồi thì sau đó chúng ta sẽ cảm thấy thời gian sau nó đỡ hơn rất là nhiều nha.
Và chế độ sau 3 tháng thương binh thì các bạn cũng phải thực hiện như vậy. Ví dụ như là 9 rưỡi ngủ thì các bạn cũng phải lên giường ngủ. Rồi 5 giờ dậy thì các bạn cũng phải dậy. Gấp xếp nội vụ thì các bạn cũng phải gấp xếp. Và sau thời gian 3 tháng thương binh đó, người ta có chấm điểm nội vụ hay không thì cũng tùy đơn vị nha. Nhưng mà đa số vẫn chấm điểm nội vụ nha các bạn. Và bạn nào xấu thì người ta cũng sẽ duy trì các bạn gấp xếp thêm vào giờ trưa. Hoặc là sau đó thì các bạn học những cái nội dung khác không thuộc á, chưa thuộc á, thì người ta cũng sẽ tiến hành kiểm tra và cho các bạn học lại. Chứ không phải là sau 3 tháng tân binh thì chúng ta học nội dung mới thì chúng ta cũng bắt buộc phải học học chuyên ngành, học bài nha, học bài và học chính trị. Chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi chơi xơi nước hoặc là hay là lâu lâu đi vòng vòng chơi đâu nha. Vẫn học nội dung mới và nó sẽ đỡ hơn cái thời tân binh của các bạn thôi. Cũng có một số bạn thắc mắc, sau 3 tháng tân binh thì các bạn muốn được chuyển về gần nhà thì có được hay không? Thì đây là một cái câu hỏi của rất nhiều bạn. Nhưng mà sau 3 tháng tân binh, nếu bạn nào đăng ký học tiểu đội trưởng thì đi học tiểu đội trưởng ở một cái khu vực trường quân sự nào đó. Rồi sau khi học xong thì các bạn sẽ được tiến hành quay về đơn vị cũ và các bạn công tác. Còn bạn nào không học thì ở lại đơn vị cũ làm lính già. Cái việc mà các bạn có được chuyển về gần nhà hay không là khả năng không có nha. Sau 3 tháng tân binh các bạn không được chuyển về gần nhà. Các bạn sẽ ở lại đơn vị cũ, một là ở lại đơn vị cũ công tác, hai là các bạn đi học những chuyên ngành hay là tiểu đội trưởng gì đó. Thì người ta sẽ chuyển các bạn lên những cái trường quân sự học. Học thời gian xong thì các bạn sẽ đi về lại đơn vị cũ. Và cái việc mà các bạn muốn chuyển về gần nhà thì không có nha các bạn.